xem con tim em có gần anh không. Và nếu khoảng cách hai ta cứ càng xa thì có lẽ ta nên dừng lại thôi. Thà lặng im rồi giữ lấy niềm đau còn hơn nỗi vỡ mơ không lau được giọt nước mắt. Tình yêu thật sự không có buồn đâu, chỉ là cô xứng đáng để trao. Rồi đến một ngày ta cũng nhận ra, 14 ngày xa nỗi nhớ vụ kinh tâm. Hãy subscribe.